Một chút review về Thép Xanh Nam Định đi. Đối thủ chúng ta sẽ gặp ở vòng tới. Thép Xanh Nam Định năm nay thì bổ sung rất nhiều cầu thủ, nhưng mà em nghĩ là em không quan tâm đến quá nhiều đến đối thủ lắm. Quan trọng là tập luyện thi đấu với đúng khả năng của mình. Hà Nội thì không vướng đối thủ nào. Với Hai Long thì bạn cảm nhận thế nào về sự trở lại của người đội trưởng của mình, anh Văn Quyết? Thì em nghĩ là Quyết thì không phải nói nhiều. Anh đội trưởng này, thủ lĩnh của đội, và sự trở lại của Quyết thì rất là quan trọng với Hà Nội FC. Và bằng chứng là bàn thắng cũng như là kiến tạo của anh ấy đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội. Với riêng Hai Long thì có vẻ mùa giải năm nay thì bạn được sử dụng thường xuyên hơn so với mùa giải năm ngoái. Vậy thì em cảm xúc của em thế nào khi mà mình ngày càng được trao nhiều cơ hội hơn? Và cá nhân em thì có đặt ra cho mình một cái động lực nào đó để quyết tâm hơn? Năm nay là huấn luyện viên mới nên là em cũng cố gắng tập luyện để huấn luyện viên trao hội không? Được vào sân thì cố gắng thể hiện hết khả năng mình. Cụ thể hơn một chút thì em cảm nhận thế nào về những cái vai trò mà thầy xếp mình chơi ở trên sân? Có vẻ nó cũng tương đối là đa dạng đúng không? Thực ra thì cầu thủ thì được kia cũng viên xếp vào thì vị trí nào thì cũng phải cố gắng mà thích nghi thôi và hoàn thành tốt nhiệm vụ của huấn luyện viên. Em cảm nhận thế nào về cái hệ thống và cách chơi của Hà Nội ở mùa giải năm nay? Có vẻ nó cũng khác tương đối nhiều so với chính những gì mà bọn em từng luyện tập trong khoảng thời gian trước. Thì năm nay là huấn luyện mới nên là lối chơi cũng mới, thì các cầu thủ thích nghi, mất thời gian thích nghi nên là năm nay lối chơi của đội nó chưa thực sự được nhuần nhuyễn. Nhưng mà em nghĩ là cái đấy thì không phải là vấn đề với Hà Nội FC. Sớm muộn thì bóng sẽ trở lại với hình ảnh tốt nhất của mình. Cũng có khá nhiều người nói đến việc Hà Nội thì được biết tới là một đội bóng mà chuyên gọi là đua nước rút rất là tốt. Tức là thường các bạn sẽ có một cái giai đoạn 2 chơi tốt hơn giai đoạn 1. Thì em cảm nhận thế nào về cái tình trạng hiện giờ của đội ở cái thời điểm hiện tại? Các bạn có sẵn sàng để trở lại và hoàn thiện hơn ở cái giai đoạn rất là quan trọng sắp tới? Em nghĩ là các cầu thủ Hà Nội FC quá quen với áp lực rồi. Nên là với những trận đấu sắp tới thì chúng em với đội Hà Nội FC bình thường thôi. Em nghĩ vấn đề là chỉ ở các đội khác thôi, chứ không vấn đề không phải là Hà Nội FC. Một chút review về Thép Xanh Nam Định đi. Đối thủ chúng ta sẽ gặp ở vòng tới. Thép Xanh Nam Định năm nay thì bổ sung rất nhiều cầu thủ, nhưng mà em nghĩ là em không quan tâm đến quá nhiều đến đối thủ lắm. Quan trọng là tập luyện thi đấu với đúng khả năng của mình. Hà Nội thì không vướng đối thủ nào. Ok, còn ai có câu hỏi với cá nhân Long thì Long nghĩ thế nào về cuộc vô địch năm nay với các đối thủ tranh vô địch với Hà Nội như là Câu lạc Bộ Hà Nội hay là Viettel? Năm nay có Câu lạc Bộ Hà Nội nổi lên vô địch cũng như là Thanh Hóa và một số khác. Thì em nghĩ là điều đấy làm cho giải đấu ngày càng hay, thu hút nhiều khán giả thôi. Okay. Cảm ơn anh.